lại. Rồi, các em chú ý nhá. Đầu tiên các bạn cứ cần chọn A, các bạn chọn cho thầy Phong Tham Lưu Tô Ma. Đây là 13, 14. 13 là thầy nghĩ là vừa, 14 thì nó hơi to. Đấy, các em chú ý cho thầy là cái phần style này, cái nút này này là để chọn new style và tab ở trong này nhá. Rồi, bây giờ thầy có một cái bài toán như sau. Thầy gửi cho mỗi bạn một cái giấy mời vào tối mai đến một nhà hàng trên cái đường nào đấy để chúng ta liên hoan. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ làm một cái như thế, thầy gọi là giấy mời. Các em cho control ở các em cho ra giữa cho thầy. Ra giữa là control E nhé. Đấy, thử phóng to giấy mời lên tí. Đây, ví dụ cái bài như này. Các em biết phóng to thu nhỏ chữ thì chúng ta giữ bôi đen chữ và shift control dùng phím lớn hơn và nhỏ hơn nhé, không phải là mũi tên đâu. Đấy thì nó sẽ tăng giảm cỡ chữ chúng ta. Nào bây giờ chúng ta làm như sau. Kính mời bạn. Đấy. Rồi bây giờ thầy mới làm như này. Bạn nào? Rồi bây giờ thầy mới sử dụng tab ở đây. Chọn đây đúng không? Left là cái con tab đấy. À, con chữ L ta đưa đến đây. Rồi. Sau khi nó xuất hiện trên đây rồi thì nó đang ở trong dòng này. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn format. Chúng ta chọn tab. Đấy. Thì các em đặt cho thầy cái nút này nhé. Set. Ok. Để các em ấn cái phím tab trên bàn phím đấy. À, nó ra đây, kính mời bạn. Được chưa? Quê chẳng hạn. À, thầy thêm cái này để gọi là bài toán thôi. Quê ở đâu đấy? Thì các em lại muốn cái quê nó chạy đến đây thì các bạn cái con tab trên nó khác với con tab dưới nhá. Được chưa? Đến quê này thì các bạn lại xóa cái tab này đi. Và các bạn đưa cái tab này ra chỗ này. Các bạn chỉ cần nhìn thấy nó xuất hiện thôi. Đó. Tức là tab trên, lên dòng trên thì là tab cũ, còn xuống dòng dưới thì là tab mới. Xóa nó bằng cách là kéo nó, cho nó xuống. Được chưa? Đó. Ví dụ mà gặp cái bài mà làm giấy mời thì các bạn chú ý cho thầy là chúng ta làm như thế. Chúng ta đặt set cho thầy. Đó. Quê. Rồi ok. Vào hồi 14 giờ chiều ngày 1 tháng 6 có mặt tại nhà hàng Ánh Dương chẳng hạn để dự liên hoan tổng kết học kỳ 2 chẳng hạn. Đó. Trân trọng. Rất hân hạnh được đón tiếp bạn. Rất hân hạnh được đón tiếp bạn. Rồi các em ghi cho thầy chỗ này là thay mặt lớp. Thay mặt lớp. Phải lớp trưởng. Lớp trưởng ở đây là chúng ta ví dụ lớp trưởng là Nguyễn
thị hoa chẳng hạn. Rồi nhá, cái giấy mời như vậy thì bây giờ ta ghi cái giấy mời này, ta ghi ghi lên trên desktop thì các em có thể ghi vào đâu cũng được. Đấy, các bạn có thể đây, thầy chọn bắt ghi lên driver. Bây giờ mình cho lên desktop đi, computer này, desktop này, giấy mời, ok xong. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái file có danh sách các bạn nhé, danh sách các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc như sau, các em cũng chọn một cái phông cơ bản đó là tham dự Roman, các em chọn cho thầy cỡ 14 cũng được, và các em chèn cho thầy một cái bảng table gồm có số thứ tự, họ và tên. Đấy, chỗ này là quê. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ giả sử cái lớp có nhiều bạn ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Họ tên này: Lê Thị Hoa, quê Nam Định, Trần Mạnh Kiên, quê Thanh Hóa, rồi bạn Nguyễn Thị Huyền, quê Cao Bằng. Đó, cho các bạn nhớ cái bài này cho thầy. Đỗ Văn Hùng, quê Bắc Giang, Trần Văn Thắng, quê Hà Nội, Hứa Thị Dung. Dung quê đâu em ơi? Quê Ninh Bình. Văn Sùng, quê Yên Bái. Các bạn vẫn theo dõi được thầy chứ? Alo. Alo. Vẫn theo dõi thầy đang làm Em chứ? Nguyễn vẫn xem được ạ. Thị Lan, quê Bắc Ninh. Giả sử có một danh sách lớp này và trải dài nữa, nhưng mà thầy ngắn thì thầy làm ví dụ này thôi. Đấy, thì các em có thể ghi vào cho thầy, ghi lên computer, các em ghi desktop, và các em ghi số thứ tự đấy hoặc đặt tên. Bây giờ ta sẽ mở cái bài kia ra, mở bài này ra nhá. Xong chưa các bạn? Rồi, quay về bài giấy mời, các em chọn cho thầy chữ mailing được chưa? Mailing nhá. Rồi chúng ta chọn cho thầy sử dụng list. Đấy, các em có thể lên desktop. À, đây này. Các em có thể chọn ở đây chọn đấy là đây là đánh trực trực tiếp nhá. Cái phần này nó có 3 phần, phần này là tai trực tiếp này, cái này là chọn một cái bảng đã có sẵn này, cái này là chọn trên thư của Outlook. Các em có thể đánh trực tiếp cái danh sách vào đây cũng được. Đấy là một bạn có thể sử dụng như vậy. Thế còn một bạn khác mà có một danh sách mà trong Word rồi, các bạn chọn đây, các bạn lên desktop. Đấy, các bạn chọn số thứ tự. Được chưa? Xong rồi nhé. Xong rồi, thử số thứ tự các bạn để con chuột chuột ở đây, các bạn chọn cho thầy. Bắt đầu chúng ta sẽ trộn.
Đấy, đây ở đây nó ra rồi nhé, nó ra cái file đấy rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn này, chỗ này, chỗ này chúng ta sẽ cho cái file cái trường, nó insert cái trường dùng họ tên đây, insert major file. Rồi ok, quê này, insert quê. Còn cái trường số thứ tự thì mình mà có số thứ tự thì mình ghi, còn không có thì thôi. Đấy, hoặc là các bạn đều đây, các bạn đánh cách ra đây một tí, quê các bạn cách ra đây một tí. Sau khi xong rồi thì các bạn chọn cho thầy là Phoenix nhá, chúng ta chọn là Phoenix, chúng ta có thể in ra đấy. Các bạn bây giờ chúng ta xem trước kết quả. Đây Lê Thị Hoa này, các bạn có cái con mũi tên đây, các bạn chọn đấy, Trần Mạnh Kiên đấy, và nó sẽ in các giấy mời mà chúng ta không phải gõ lại toàn bộ giấy mời cho từng bạn, mà chúng ta chỉ việc gì, việc in nó ra thì nó sẽ ra từng bạn một. Các em làm được đến bước này rồi là các bạn được điểm của bài này. Cả lớp hiểu chưa? Alo Rồi ạ. nhá, chúng ta chú ý cho thầy, chúng ta sẽ tạo hai file, một file là giấy mời, một file là danh sách, và các em chọn cái phần như lúc nãy thầy nói đấy, là chúng ta vào nhận file. Nhận file thì có hai cách, một cách trực tiếp và một cái là gì, do danh sách ta đã sử dụng trước. Mà các bạn chú ý cho thầy, chỉ có tab mới sử dụng được vào đây nhé, còn bạn nào mà chấm chấm bằng nút chấm trên bàn phím ý, là các bạn không xuất hiện được những cái chữ này ra đâu. Cả lớp nhớ chưa? Alo, nhớ nhá, không được dùng dấu chấm trên bàn phím. Mà nhớ cho thầy là nếu chúng ta mà vẫn sử dụng một cái tab của dòng đầu tiên hay dòng nào đó xuống dòng dưới ta vẫn dùng thì ta không xóa tab đi. Còn nếu mà chúng ta dùng cái tab mới thì chúng ta phải kéo cái tab xuống và tạo ra một cái tab mới. Thì hôm trước thì nói rồi, tab phải, tab trái, tab giữa thì chúng ta sử dụng góc ở đây. Cái này là trái, trái có nghĩa là nó sẽ đi từ bên trái sang bên phải, còn phải thì nó lại đi từ phải qua qua trái. Đấy thì cái này các bạn thử các bạn sẽ biết. Đấy là cái mà thầy muốn nói để cho các bạn sử dụng như vậy. Đó. Đấy, chúng ta in được 8 người ra. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ok nhá. Rồi các bạn cũng có thể là đây dùng máy in, chúng ta in ra là nó ra luôn. Đấy. Hoặc send mail thì ra từng bạn một. Rồi ok. Rồi đây là chuyển thành file PDF, thì các bạn chọn cái này thì nó sẽ ra file PDF từ 1 cho đến hết, đúng không? Đây. 1 cho đến hết. Tốt. Đấy là chuyển thành file PDF. Nên bây giờ ta lên xem desktop xem đến file đấy chưa? Tốt. Ở đây đây đây, nó ra cho từng bạn một nhé. Đấy, các em nhìn thấy không? Đây là bạn thứ nhất này, ra rồi đúng không? File PDF bạn thứ hai, Nguyễn Thị Huyền đấy, quê Cao Bằng. Thế các bạn mà quê nó dài nó sẽ chiếm lên đây, nghĩa là phải dự sử dụng tab ở trong cái giấy mời này. Cả lớp nhớ chưa? Rồi. Tôi ạ. Thế bây giờ chúng ta lại quay lại nhá, các bạn chú ý cho thầy, thầy nhắc lại này. Khi mà chúng ta làm một file Word mới, file Word mới nhá, thầy nhắc các bạn để các bạn nhớ lại. Một file Word mới mà chúng ta muốn điền mấy thầy chậm quá.
cứ giật, do nó vừa phải truyền file vừa lại phải ghi vào nữa. Các bạn chú ý nhá, để các bạn ghi một cái tiêu đề mà nó có hai bên, một bên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một bên là trường đại học xã hội nhân văn gì đấy, thì các bạn phải nhớ chú ý cho thầy, các bạn chọn cái bảng có hai cột. Các bạn phải chọn cái bảng có hai cột, chú ý nhá. Vì thầy đang ghi vào thôi thì cái phần này thầy thầy có thể tắt cái phần ghi đi để thầy đưa cho các bạn lên trên YouTube. Thế còn cái phần này các bạn chú ý cho thầy là chèn và bảng vào. Thì chúng ta chọn là cho thầy là hai cột. Hai cột một dòng thôi. Đấy. Thì lúc này chỗ này các bạn sẽ điều khiển nó, các bạn sẽ chú ý cho thầy. Một bên chỗ này là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Thì nhắc lại thôi. Còn bên này là trường đại học nhá. Trường đại học. Và sau khi các em trình bày xong thì các em chú ý cho thầy, các em chọn chỗ này, các em chọn border style, các em chọn format cho nó, các em nhớ chưa? Đấy, rồi ta format cho nó nhá, ta thử về home này ta format cái này. Các bạn có thể chọn cho thầy là ở đây border width, hôm trước thầy nói rồi border width. Đây, các bạn có thể vào nút chỗ này, các bạn chọn no border. Đấy là xong. Còn khi mà chúng ta đang để chúng ta có thể trình bày được thì các bạn phải bật nó lên. Đấy, bật nó lên để ta trình bày xong thì dưới này mới là gì? Ở giữa này chúng ta mới ghi là ở giữa này chúng ta mới ghi là đơn xin nghỉ học. Đó. Các bạn chú ý nhá. Chú ý cho thầy cái phần bỏ đi cái format. Đấy, bỏ đi cái chỗ này. Đó, chọn no border. Dưới này cũng vậy, dưới này mà chúng ta muốn Hà Nội ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu thì chúng ta cũng chèn một cái cột vào đây. Đấy là cái chú ý thầy lưu ý các em chú ý như vậy. Rồi còn để mà đặt lề cho giấy này các bạn phải chọn size là cỡ A4 nhá. Cỡ A4 là cỡ để cho chúng ta làm chuẩn. Đấy, và các thầy cô hỏi là cỡ lề của nó thì các em phải chọn cho thầy là chọn mo vào đây. Chúng ta có thể chọn lề của nó vào đây. Đấy. Ví dụ là lề trên đầu của chúng ta là 2 cm. Bốt tầm là phần chân chân của cái trang giấy hay là đáy, ở phía đáy chúng ta ở 2 cm, lép chúng ta để 2 thì để 2,5 cm, đai thì chúng ta có thể để 2 hay là 1 cm. Đấy là trang đơn. Rồi gáy nữa, nhưng mà chỗ này chúng ta không cần thì chúng ta có thể sau gáy thì chúng ta set default hoặc là chúng ta ok là xong để cho toàn bộ tài liệu. Thì tất cả cái tài liệu này là đều như vậy. Đấy là thầy đang nói về phần cỡ chữ. Phần tiếp theo các em chú ý cho thầy là chúng ta, đây là hướng giấy, đây hướng ngang thì cái tờ giấy nó sẽ xoay ngang. Xoay ngang. Đấy, xoay ngang. Còn hướng này là hướng dọc, các em phải chú ý cho thầy. Rồi, đấy là cái phần chúng ta quan tâm. Home là phần format. Home là trở về format. Rồi các bạn chú ý cho thầy cái phần này. Các bạn nhớ là indentation đó là gì? Lề của toàn bộ trang giấy mà chúng ta đặt thêm, không phải phần layout. Còn spacing là khoảng cách giữa dòng đoạn văn trên và đoạn văn dưới, các em chú ý chỗ này cho thầy. Đấy, left rồi các thứ. Ví dụ như chúng ta có thể là first line, lề cho dòng first line chúng ta chọn dòng đầu tiên. Chúng ta chọn chỗ này cho thầy. Thầy nhắc lại thôi, các em chú ý cho thầy nhá.
Rồi bây giờ đến cái phần mà chúng ta insert layout, ví dụ như là chúng ta muốn header thì chúng ta phải chèn sang phần, cứ cái gì mà bảo là chèn thì các em chọn vào insert bên này, các em chọn cho thầy header đó, thì chúng ta sửa header thôi. Chúng ta có thể chèn có cái này chẳng hạn đấy, thì chúng ta sửa thế này nhá. Phần header chúng ta sửa nó không liên quan đến phần bên trong. Sau khi sửa xong thì các em đóng lại thì nó lại trở về đấy, insert này vào header header đấy. Footer là chân trang thì các em có thể chọn một cái, các em vào đây các em sửa vân vân thì các em chọn chỗ này nhá. Đó rồi, số trang thì các em chèn cho thầy số ở dưới ở trên đây, chúng ta chọn số ở đâu thì cũng được, ở bottom thì chúng ta chọn đây đấy, thì nó là trang 1. Hết trang 1 thì sang trang 2 nó lại hiện ra trang 2. Xong rồi các em đóng cho thầy. Chúng ta chọn trang 1 bottom nhé. Rồi đóng lại thì bắt đầu nó hết. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp trang. Ví dụ thầy sang tiếp trang thì nó sẽ hiện lên trang số 2. Đây các em này. Đó. Đây trang số 2 đây. Nhá. Còn đang ở trong footer hoặc header thì các em không enter xuống được nữa, bởi vì là nó đấy là đang ở trong chế độ header và footer, các em phải đóng lại thì các em mới vào được đây. Đây, chưa quay trở lại. Một phần nữa lưu ý của các em là khi mà chúng ta sử dụng PowerPoint, và PowerPoint thì nếu mà người ta bảo trình bày một cái slide mà dựa trên một cái đã có, chúng ta có thể chọn một cái ưa thích chúng ta làm đây. Thế thì câu hỏi người ta bảo làm chọn một cái theo layout title and content thì chúng ta chọn này, section and header thì chúng ta chọn này. Cả lớp nhớ chưa? Alo alo, mất kết nối à? Alo. Alo, các bạn nghe thấy thầy không? À, thế à? Ồ, dạ, thế bây giờ thầy dừng ghi nhá, cái phần này.